Khả năng yếu thứ ba đòi hỏi hình con này là pháo 8 lùi 2. Đỏ chạy pháo giữ quân dẫn đến dễ bị phản kích. Đến đây cờ đỏ có hai khả năng đi quân. Một là xe 9 tiến 2 và hai là mã 7 lùi 5. Còn như nếu đỏ đi pháo 8 bình 4. Cờ đen dễ đi. Khả năng đi quân sắc đỏ. Xe 9 tiến 2. Đen lên sĩ nhằm sát xe. Nước cờ có sức mạnh. Đổi lại, như đen đi tốt 3 tiến 1 ăn mã. Đỏ ăn tốt đầu là nước cờ mưu thực lợi. Đổi lại, như đỏ đi xe 4 bình 2 trói quân. Cờ đỏ không có đòn tiếp theo. Như đỏ pháo 5 tiến 4. Đen lùi mã, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đen đi pháo 2 tiến 4 ăn pháo. Thiết môn xuyên tuyệt sát. Đỏ thắng cờ. Như đen mã 2 lùi 3.
Cờ đỏ có tốt sang sông, nhưng mã đỏ ở vị trí không được tốt. Hai bên đều có chỗ phải dè chừng. Như đen sĩ 4 tiến 5. Đỏ chạy mã nhằm duy trì lợi thế hơn quân. Đổi lại như đỏ đi pho 5 tiến 4. Cờ đen ưu thế. Như đỏ mã 7 lùi 9. Cờ đen bỏ quân lấy thế. Cờ đen dễ đi. Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Cờ đen bỏ quân lấy thế. Cờ đen dễ đi.
Khả năng yếu thứ hai của đỏ hình cờ này là mã 7 lùi 5. Đỏ lùi mã về tâm, cờ đỏ được không bằng mất. Đỏ bình pháo lộ 7. Ở đây đỏ thể nghiên cứu đi xe 4 lùi 1. Cờ đen thắng thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục trung pháo qua hà sa đối bình phong mã tả mã bản hà.